Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tin tức từ trụ sở cứu hộ thảm họa sạt lở đất cực lớn ở huyện Huệ Thành, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, tính đến 23 giờ 30 phút sau 6 ngày, 6 đêm liên tục tìm kiếm và cứu nạn, tổng cộng có 42 người thiệt mạng và 9 người mất tích, 21 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, theo nhận định của các chuyên gia địa chất về đánh giá rủi ro tại địa điểm tìm kiếm cứu nạn và phát hiện các dấu hiệu còn sống của các chuyên gia y tế, công tác tìm kiếm cứu nạn thảm họa sạt lở đất đã kết thúc vào lúc 23 giờ 30 phút vào khoảng 21 giờ 20 phút hôm Chủ nhật. Một vụ tai nạn sạt lở đất đã xảy ra tại hệ tầng sán đầu ở làng Bình Điện, thị trấn Tế Sương, huyện Huệ Thành, tỉnh Quý Châu. Sau khi thảm họa xảy ra, hàng nghìn lực lượng cứu hộ bao gồm cảnh sát vũ trang, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ mỏ, ứng phó khẩn cấp, công an, tài nguyên thiên nhiên, y tế, giao thông vận tải và dân quân đã vội vã đến hiện trường để thực hiện cứu hộ. Vào chiều ngày thứ bảy của thảm họa lở đất lớn ở Huệ Thành, Quý Châu, nạn nhân của trận lở đất lớn đã được tổ chức tại tập đoàn sán đầu, làng Bình Điện, thị trấn Tế Sương, huyện Huệ Thành. Đại diện đội cứu hộ khẩn cấp, đại diện nhân viên cứu hộ y tế và đại diện dân quân, người dân địa phương và đại diện gia đình các nạn nhân và hơn 700 người đã tham dự để tang các nạn nhân của thảm họa sạt lở đất. Các nhân viên tại hiện trường xếp hàng ngay ngắn, trên ngực đeo hoa trắng, vẻ mặt trang nghiêm, tiếng còi thổi vang, mọi người đều lặng lẽ tưởng nhớ đến đài tưởng niệm các nạn nhân. Kể từ 23 giờ 30 phút ngày hôm kia, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra hộ khẩu và báo cáo của từng gia đình, so sánh DNA, thăm và hỏi những người sống sót, phân tích dữ liệu lớn về an ninh công cộng, xác minh dấu vết liên lạc, kiểm tra điện thoại và video với chính những người sống sót và các hộ gia đình theo nhóm. Đơn vị đã được xem xét từ người một, xác nhận cuối cùng rằng khu vực thiên tai sạt lở đất có tổng cộng 22 hộ gia đình với 77 người, 8 người đến thăm người thân và bạn bè và người lao động nhập cư, tổng cộng có 85 người, trong đó có 23 người cư trú ở nước ngoài, 11 người bị thương được tìm kiếm cứu nạn và đưa đi bệnh viện cứu chữa, 42 người chết và 9 người mất tích. Cũng tại Quý Châu, vào khoảng 21 giờ 20 phút hôm thứ Tư, một trận lở đất khác đã xảy ra tại hệ tầng sán đầu ở làng Bình Điện, thị trấn Tế Sương, huyện Thủy Thành khiến 25 ngôi nhà bị chôn vùi. Sau khi nhận được báo cáo, các tỉnh ủy, thành ủy, quận ủy và chính quyền đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp, đồng thời khẩn trương tổ chức các đội khẩn cấp, công an, cứu hỏa, tài nguyên thiên nhiên, y tế, giao thông vận tải và các đội cứu hộ khác khẩn trương đến hiện trường trong đêm để tiến hành cứu hộ khẩn cấp. Tính đến 0 giờ 30 ngày hôm sau, đã cứu được 10 người. Hiện công tác cứu nạn khẩn cấp và xác minh số người mất tích đang được khẩn trương tiến hành. Kính thưa quý vị, kể từ đầu mùa hè, mưa lớn và lũ lụt liên tục xảy ra ở nhiều vùng của Trung Quốc. Đặc biệt trong những ngày gần đây, tình hình thiên tai ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Tân Cương, Quảng Tây, Hồ Bắc và các tỉnh, khu vực khác đặc biệt nghiêm trọng. Cho đến nay, số người chết vì lũ lụt ở Trung Quốc đã lên tới gần 700 người và thiệt hại kinh tế rất nặng nề. Mới cuối tuần trước, 7 quận bao gồm quận Hoàng Phi, Giang Hạ, Hán Giang, thành phố Hồng Hồ, thành phố Chi Bi, quận Gia Ngư và quận Tiên An thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu gió và mưa đá, khiến 374.500 người bị ảnh hưởng và 10 người chết do thiên tai, 323 người bị thương. Ngoài ra, nhiều nơi ở Tân Cương bị lũ quét khiến một số con sông bị chặn, đập và đất canh tác bị cuốn trôi, các cơ sở điện và đường xá bị hư hỏng, hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt trên đường đi. Những trận mưa xối xả liên tục ở Quảng Tây đã gây ra lũ quét và nước sông dâng, ảnh hưởng đến 1.830 người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 9,84 triệu nhân dân tệ. Một mỏ than ở tỉnh Hà Nam bị sập do mưa lớn khiến 70 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất. Các nhà chức trách đang tiến hành các bước để giải cứu. Tại Hồ Nam, Quý Châu và những nơi khác cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các mức độ khác nhau. Số người chết vì lũ lụt, sét đánh và lở đất trên cả nước cho đến nay đã lên tới gần 700 người. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai, dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã lên tới gần 120 triệu người và thiệt hại kinh tế lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Dự báo thời tiết cảnh báo rằng trong vài ngày tới, các khu vực phía Tây Nam bao gồm Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên và Hồ Bắc có thể hứng chịu thêm mưa lớn. Điều này sẽ khiến công tác cứu trợ lũ lụt tại địa phương gặp thách thức lớn hơn. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 6, Ban Dân Chính tỉnh Vân Nam cho biết, một số khu vực của tỉnh Vân Nam đã xảy ra mưa lớn, lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt, sạt lở đất ở nhiều nơi ở Vân Nam. Tính đến 16 giờ chiều ngày thứ Tư, thiên tai đã ảnh hưởng đến tổng cộng 818.300 người tại 7 thành phố của tỉnh Vân Nam, 30 người chết, 15 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 300 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê của Ban Nội Chính tỉnh Vân Nam, tính đến 16 giờ chiều ngày thứ Tư,
thiên tai đã khiến tổng cộng 818.300 người tại 7 thành phố của tỉnh Vân Nam bị ảnh hưởng, 30 người chết do thiên tai, 10 người bị thương, hơn 2.400 người phải di rời tái định cư khẩn cấp, hơn 470 nhà bị sập, hơn 1.600 hộ bị tốc mái, hơn 7.600 nhân khẩu bị thiệt hại, hơn 40.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, hơn 7.000 hecta mất trắng, giao thông, điện, thông tin liên lạc, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Thảm họa đã gây ra tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 300 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp về nông nghiệp là gần 200 triệu nhân dân tệ. Đặc biệt, khu tiểu Thủy Yến thuộc làng Thạch Đầu, thị trấn Du Long, huyện Mã Quan, quận Tự Trị, Văn Sơn Trang và Miêu, tỉnh Vân Nam đã bị sạt lở đất do mưa lớn nhiều ngày, khiến 14 người chết, 5 người bị thương và 7 mất tích. Hiện quân đội đã cử 120 người tham gia tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích. Sau thiên tai, các ban ngành liên quan đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn những người bị vùi lấp, làm tốt công tác hậu sự cho người quá cố, vận chuyển kịp thời vật tư cứu trợ thiên tai, sắp xếp ổn thỏa cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, tiến hành điều tra những nguy cơ tiềm ẩn của tai biến địa chất để ngăn chặn triệt để các tai biến thứ cấp. Thưa quý vị, tuần qua, theo Chi cục Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng mưa lớn nên có tổng cộng 8 sông và 10 trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh đã đặt trong tình trạng báo động từ 8 giờ sáng ngày thứ Tư đến 20 giờ tối ngày thứ Năm. Tính đến 20 giờ ngày thứ Năm, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 3 trạm thủy văn vượt mức nước cảnh báo hoặc sát mức cảnh báo. Theo số liệu quan trắc của Phòng khí tượng Thủy văn, từ 8 giờ sáng ngày thứ Tư đến 20 giờ tối ngày thứ Năm, khu vực phía Bắc và phía Đông tỉnh Quảng Đông có mưa to, lượng mưa phân bố chủ yếu ở Thanh Nguyên, Thiều Quan, Sán Uy và những nơi khác do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn cục bộ. Tính đến 20 giờ ngày thứ Năm, 3 trạm thủy văn ở lưu vực sông Bắc Giang đã vượt quá mức cảnh báo hoặc gần với mức cảnh báo, và trạm Anh Đức tại thị trấn Ưng Thành, thành phố Anh Đức trên dòng chính sông Bắc Giang đạt đỉnh lũ vào lúc 19 giờ tối ngày thứ Năm với mực nước là 28,37m, cao hơn mức cảnh báo 2,37m, mực nước cảnh báo là 26m, lúc 18 giờ mực nước đỉnh lũ là 30,99m, mực nước cảnh báo 31,5m, đến 20 giờ mực nước hạ xuống còn 30,8m. Hiện nay, trừ một số sông đã vượt mực nước cảnh báo, mực nước các sông chính trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Các chuyên gia thủy văn chỉ ra rằng, Quảng Đông hiện đã bước vào mùa lũ, tình hình phòng ngự diễn ra gay gắt và phức tạp. Các địa phương phải hết sức chú ý đến điều kiện mưa, nước, lũ và công nghiệp, đặc biệt phải làm tốt công tác phòng, chống ngập lụt đô thị, sạt lở đất, lũ quét và các thiên tai địa chất khác, thực hiện các biện pháp phòng, chống, bảo vệ có hiệu quả, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Mưa lớn cũng đang diễn ra ở một số khu vực Trùng Khánh, một số sông vừa và nhỏ dâng cao đáng kể. Theo quan trắc của trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh, từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Năm, ở Đông Bắc và Bắc thành phố Trùng Khánh có mưa vừa đến mưa to và có nơi mưa rất to, cục bộ mưa nhẹ đến vừa ở các khu vực khác. Tại Vạn Châu, Khai Châu, Vân Dương, Phượng Kiệt, Vu Sơn, Vô Tích, Lương Bình, huyện Giang Bắc, Hình Bá, Bắc Bắc, Hợp Xuyên, Trung Sương, Bích Sơn, Phụng Đô, Trung Tiên, Thạch Châu, Tiềm Giang và 17 quận, huyện khác có mưa lớn, trong đó mưa lớn xảy ra tại 3 huyện và quận bao gồm tại Vạn Châu, Khai Châu và Vân Dương. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa, mực nước đỉnh tại trạm giao cao của sông Giao Cao ở huyện Phượng Giới là 371,32m vào lúc 8 giờ ngày thứ Năm, vượt quá mực nước đảm bảo 1,2m và vượt quá mực nước cảnh báo 2,52m. Đến 19 giờ tối cùng ngày, mực nước đã rút xuống dưới mực nước báo động. 34 con sông vừa và nhỏ, bao gồm sông Mai Tây ở Phượng Giới và sông Puri ở Khai Châu, đã trải qua quá trình lũ lên từ 1 đến 3 mét, mực nước cao nhất không vượt quá mực nước cảnh báo. Mưa vừa đến mưa to ở lưu vực sông Khúc Giang ở Tứ Xuyên, mưa lớn cục bộ, mưa từ nhẹ đến vừa ở lưu vực sông Gia Lăng, sông Phúc Giang và sông Quỳnh Giang, và mưa nhỏ ở lưu vực sông Ngô Giang ở Quý Châu. Thế nước tại các trạm điều hành chính của các sông ổn định, không xuất hiện quá trình lũ rõ rệt. Theo quan trắc của Cục Thủy văn thượng nguồn sông Dương Tử, mực nước tại trạm Cun Tan trên sông Dương Tử lúc 8 giờ ngày thứ Năm là 163,04m, thấp hơn mực nước cảnh báo 17,46m, tốc độ dòng chảy là 9.160m³/giây, mực nước giảm. Mực nước tại trạm Bắc Bắc trên sông Gia Lăng là 174,8m, thấp hơn mực nước cảnh báo 19,7m, tốc độ dòng chảy là 1.100m³/giây. Mực nước tại trạm Vũ Long ở sông Vũ Giang là 177,66m, thấp hơn 15,34m so với mực nước cảnh báo. Tốc độ dòng chảy là 3.410m³/giây và nước vẫn đang tăng lên. Dự báo từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm đến 8 giờ sáng ngày thứ Sáu, một số sông vừa và nhỏ ở khu vực Đông Nam Bộ và Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện lũ với các mức độ khác nhau. Mực nước cao nhất hầu hết các sông ở mức thấp hơn cảnh báo mực nước. Một số sông có thể vượt mực nước cảnh báo, nước.
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta vừa hưởng những ngày Tết cổ truyền năm 2023, chung vui cùng gia đình và người thân, nhưng các nhà thầu vẫn huy động tối đa máy móc, thiết bị, kỹ sư và công nhân thi công trên đại công trường sân bay Long Thành trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Tranh thủ điều kiện thời tiết khô ráo, các nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ kịp đầu năm 2023 nhằm nâng cao khối lượng đào đắp và tinh thần đặt chất lượng lên hàng đầu. Ít ai biết rằng những ngày nghỉ Tết, công trường sân bay Long Thành vẫn nhộn nhịp các phương tiện thi công, đảm bảo công tác đào đắp đất bình quân 200.000 đến 250.000 mét khối ngày đêm. Hầu hết kỹ sư công nhân làm việc tại sân bay Long Thành quê ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Những ngày Tết, ai cũng muốn về sum họp với gia đình. Tuy nhiên, để đảm bảo dự án không bị gián đoạn, nhà thầu vẫn tổ chức thi công xuyên Tết. Sân bay Long Thành với công suất thiết kế 100 triệu hành khách một năm, được xây dựng trên diện tích 5.000 ha, dự kiến năm 2025 đi vào khai thác giai đoạn 1. Vậy sân bay Long Thành có tầm cỡ và nó đã giúp Việt Nam giải quyết vấn đề giao thông hàng không nổi cộng ra sao? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Thưa các bạn, mới đây trên tạp chí công nghệ xây dựng hiện đại Redline của Nga đã có bài viết chú ý tới những điểm sáng trong thiết kế xây dựng và giá trị của sân bay Long Thành Việt Nam. Theo đó, bài viết cho rằng công trình sân bay Long Thành có quy mô lớn nhất Việt Nam. Việt Nam nói chung ngày càng phát triển mạnh hơn về kinh tế xã hội. Cảng hàng không cũng đồng thời đáp ứng tốt hơn việc đi lại của các phương tiện vận tải hàng hóa từ các khu vực nội địa và quốc tế, tạo nên hướng giao thông ngoại vi phía Bắc rất hiện đại. Công trình có thiết kế hiện đại đẹp mắt mà vẫn đáp ứng quy mô quốc tế trên thế giới này, đã giải quyết rất tốt giao thông hàng không của Việt Nam. Nếu so sánh trên thế giới như Trung Quốc, sân bay quốc tế Bắc Kinh Đại Hưng đã chính thức vận hành giai đoạn 1 từ tháng 9 năm 2015. Quận Đại Hưng, nơi sở hữu sân bay này, tập trung tới 8 khu công nghiệp quy mô cấp quốc gia của Bắc Kinh, riêng với sân bay Incheon, Hàn Quốc. Tuy khu vực thương mại tự do Incheon chỉ cách sân bay tầm 20 km, nhưng vẫn có rất nhiều các doanh nghiệp logistics và kho bãi tập trung xung quanh sân bay này. Tiếp giáp sân bay và khu vực phụ trợ là các thị trấn và khu dân cư, các đô thị mới, các khu tái định cư còn gọi là vùng 2, vùng 3 và vùng 4 là nơi phát triển dịch vụ thương mại và vui chơi giải trí, còn lại vùng 5 là mảng xanh dự trữ phát triển nông, lâm nghiệp và an ninh quốc phòng. Sân bay quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai với diện tích hơn 5.000 ha cũng được quy hoạch bài bản dựa theo mô hình chuẩn này. Theo kế hoạch, vùng 1 có bán kính 5-10 km so với sân bay được quy hoạch thành khu chức năng hỗ trợ, các kho trung chuyển dịch vụ logistics. Lợi thế kinh tế đến từ sân bay sẽ được tận dụng tối đa bởi huyện Long Thành đang có 5 khu công nghiệp, ngoài ra còn có 25 khu công nghiệp trên địa bàn và hàng chục khu công nghiệp giáp danh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Có thể nói, thập niên 2010 đến năm 2020 là giai đoạn mà giao thông hàng không Việt Nam có nhiều chuyển biến nhất do nền kinh tế phát triển không ngừng. Quy mô dân số tăng đều đặn qua từng năm, thu nhập bình quân đầu người thay đổi khiến số lượng phương tiện cũng vì thế mà tăng theo. Ở chiều hướng tích cực thì đã có sự tăng trưởng đáng mừng của đất nước nói chung và vị thế Việt Nam trên thế giới nói riêng. Nhưng việc kinh tế phát triển cũng kéo những vấn nạn, trong đó có nạn quá tải sân bay hàng không do quy hoạch và tốc độ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng không theo kịp với sự phát triển kinh tế. Với sự thống kê của báo, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hiện là sân bay quốc tế duy nhất phục vụ vùng đô thị thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch là vùng kinh tế năng động nhất cả nước, với dân số vùng đô thị này dự kiến đạt 20-22 triệu người vào năm 2023, tỷ lệ dân thành thị dự kiến khoảng 77% tổng dân số. Sân bay Tân Sơn Nhất vốn được xây dựng trong chiến tranh Việt Nam nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động dân sự và quân sự. Vị trí sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong khu vực nội đô vốn đông đúc và chật chội, do đó khả năng mở rộng và đảm bảo an toàn bay là rất hạn chế và khó khăn. Chưa kể tiếng ồn của các chuyến bay nơi đây sẽ khiến cuộc sống của người dân quanh đó bị ảnh hưởng. Trong khi đó, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam lại tăng nhanh qua từng năm. Mức tăng trưởng lượng khách vào khoảng 15-20% trung bình mỗi năm vào thị trường hàng không quốc nội đầy tiềm năng. Dân số Việt Nam là hơn 89 triệu dân. Theo báo cáo của CIA, nhưng chưa đến 20% người dân đi lại bằng đường hàng không.
Ngoài ra, chính phủ Việt Nam nhận thấy rằng cần phải có một sân bay với quy mô lớn nhằm cạnh tranh kinh tế với các cảng hàng không trung chuyển lớn khác trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Vì thế, ý tưởng về một sân bay mới được ra đời nhằm thúc đẩy kinh tế vùng Nam Bộ và cả nước. Công suất tối đa của sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm. Nhưng kể từ năm 2010, trong những đợt cao điểm như Tết Nguyên đán hay nghỉ lễ, số lượt chuyến mỗi ngày đã vượt quá khả năng tiếp nhận 400 lượt chuyến mỗi ngày. Năm 2015, sân bay này đã phục vụ 26,5 triệu lượt khách một năm. Năm 2016, đạt mức 30 triệu hành khách năm. Tốc độ tăng trưởng lượng khách trên 18% đến 20% mỗi năm. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Đô thị nào cũng vậy, không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh mà các thành phố trên cả nước và cả nước ngoài đều gặp phải điều tương tự trong quá trình phát triển. Theo quy hoạch tổng thể, sau khi hoàn thành sân bay này, có 4 đường cất hạ cánh đạt tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, dài 4.000m, rộng 60m, có thể phục vụ các loại máy bay 2 tầng khổng lồ như Airbus A380, Boeing 747-8. Có 4 nhà ga rộng lớn và hiện đại có công suất tổng cộng phục vụ 100 triệu khách trên năm. Nhà ga hàng hóa công suất 5 triệu tấn một năm, diện tích đất quanh sân bay vào khoảng 25.000 ha. Trong đó, diện tích sân bay quốc tế Long Thành vào khoảng 5.200. Và theo kế hoạch thì sân bay Long Thành sẽ là một cảng trung chuyển hàng không của Việt Nam và quốc tế. Sân bay Long Thành sẽ là một sân bay cấp 4, mức cao nhất hoặc cao hơn theo tiêu chuẩn của CEO. Có thể thấy, độ khủng và sự đô sộ của sân bay Long Thành. Nếu theo thống kê của tờ báo này, sân bay Istanbul đã vận hành từ năm 2019, có mức đầu tư khoảng 12 tỷ đô la Mỹ, phục vụ 90 triệu lượt hành khách. Còn sân bay Frankfurt cũng đang trong quá trình mở rộng với chi phí đầu tư là 4,5 tỷ đô la Mỹ cho 21 triệu lượt khách một năm. Sân bay Incheon khi hoàn tất nhà ga số 2 vào năm 2018 có mức đầu tư rơi vào 4,3 tỷ đô la Mỹ với công suất 18 triệu lượt khách một năm. Sân bay Bắc Kinh Đại Hương vốn đầu tư ở mức 17 tỷ đô la Mỹ với 7 đường băng, công suất 72 triệu hành khách và 4 triệu tấn hàng hóa một năm, dự kiến đạt 1 triệu hành khách một năm vào năm 2025. Với sân bay Long Thành, theo kế hoạch, quá trình xây dựng sẽ có 4 đường băng được chia làm 3 giai đoạn với vốn đầu tư khoảng 16 tỷ đô la Mỹ. Ở giai đoạn 1, dự án 2020 đến năm 2025 với kinh phí đầu tư khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, sân bay Long Thành dự kiến đạt 25 triệu hành khách một năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Sân bay Long Thành với sự đồng bộ trong quy hoạch hứa hẹn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Đồng Nai. Đặc biệt, sự tăng trưởng thứ cấp do sân bay mang lại trong dài hạn từ phát triển dịch vụ đô thị, công nghiệp còn lớn hơn nữa. Việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho quốc gia và là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhận thấy Việt Nam cần phải có một sân bay quy mô lớn nhằm cạnh tranh với các sân bay lớn khác trên quốc tế và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Nai là một vị trí khá thuận lợi, chính phủ Việt Nam đã định hướng sân bay Long Thành sẽ là một cảng trung chuyển hàng không và là thủ phủ hàng không của cả nước cũng như trên quốc tế, nhằm phục vụ mục đích thu hút khách quá cảnh và các chuyến bay trung chuyển tại đây để thu lợi về kinh tế. Ngoài ra tại đây sẽ là khu trung tâm dịch vụ hàng không trên quốc tế. Với nhiều dịch vụ như cung ứng xăng dầu, bảo trì, nâng cấp, sửa chữa máy bay cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế, do đó khả năng đóng góp phát triển kinh tế của sân bay Long Thành là rất lớn. Theo nghiên cứu của hãng tư vấn Hansen Partnership của Úc, thì sân bay Long Thành sẽ đóng góp được 3,5% GDP cả nước. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động thì sẽ đảm nhiệm 80% tổng lượng khách quốc tế, tính luôn cả khách quá cảnh trên các chuyến bay quốc tế và 20% khách quốc nội. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chủ yếu phục vụ các chuyến bay quốc nội với việc đảm nhận 80% quốc nội và 20% khách quốc tế, nhưng không đảm nhận các chuyến bay trung chuyển cũng như khách quá cảnh trên các chuyến bay quốc tế. Với thiết kế LT03, hình ảnh bông sen cách điệu được tác giả đưa và sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế mái, phối cảnh mặt chính nhà ga, nội thất, khu vực quầy làm thủ tục. Bên cạnh đó, khu vực nhà để xe ngoài trời, trên mái sử dụng làm công viên cây xanh kết hợp với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm, cũng lấy ý tưởng hoa sen làm điểm nhấn cho khu vực này. Phương án bố trí mái sảnh chính với độ vươn lớn. Ngoài ra, việc bố trí mái nhỏ tại khu vực cầu cạn tương đối hài hòa, giống như những lớp xếp của bông hoa sen, mang lại cho du khách quốc tế một cảm nhận ban đầu ấn tượng, lưu giữ về hình ảnh của quốc hoa Việt Nam. Công ty Harim Architect and Partner Company Limited Hàn Quốc là đơn vị thiết kế. Công ty này cũng thiết kế nhiều nhà ga lớn như nhà ga hành khách T2 sân bay Incheon Hàn Quốc, sân vận động Olympic Baku,
tòa tháp Gangnam, trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Gangnam, Hàn Quốc. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong 16 dự án cảng hàng không sân bay được mong chờ nhất thế giới, được kỳ vọng trở thành một điểm trung chuyển hàng không quốc tế và khu vực trong tương lai. Theo quy hoạch của địa phương, đến năm 2040 sẽ phát triển khu vực Long Thành thành trung tâm hàng không với 3 đô thị vệ tinh tầm cỡ. Hiện nay, các sân bay được phát triển lên mức như một đô thị thu nhỏ, được xây dựng ngay gần hoặc kết nối với thành phố bằng những phương tiện công cộng hiện đại. Tốc độ cao đang là xu hướng nổi bật trong quy hoạch xây dựng sân bay của các nước trên thế giới. Hàng loạt các thành phố sân bay, đô thị sân bay đang được hình thành tại nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan. Việt Nam được ICAO đánh giá là một trong những thị trường hàng không phát triển tốt nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhu cầu vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa qua đường hàng không thời gian qua tăng mạnh, trong khi hạ tầng còn chưa đáp ứng. Đây là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của Việt Nam. Các cảng hàng không đều cơ bản vượt công suất, nên các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài luôn quá tải, thiếu chỗ đậu bay, làm mất đi cơ hội phát triển thị trường hàng không cũng như cơ hội đưa các nhà đầu tư quốc tế tới Việt Nam. Sân bay có vị trí thuận lợi, được đầu tư công nghệ hiện đại và có thể tiếp nhận các máy bay lớn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các đường bay trong và quốc tế. Sân bay kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực và toàn thế giới, khắc phục tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách, mở ra cơ hội cạnh tranh với các sân bay trong khu vực, đưa Việt Nam nâng tầm quốc tế. Các bạn nghĩ sao về công trình cảng hàng không Long Thành với tổng mức đầu tư lên tới 336.630 tỷ đồng này? Phát triển vũ khí siêu thanh đang trở thành một cuộc trận đua vũ trang cực kỳ quan trọng, trong đó Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang cố gắng giành ưu thế vượt trội để có thể khẳng định quyền lực thống trị tuyệt đối giữa các siêu cường trong tương lai. Vậy vũ khí siêu thanh là gì? Và những siêu cường đã làm thế nào để khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp đắt đỏ này? Hãy cùng Tin Mới tìm lời giải đáp trong cuộc hành trình ngày hôm nay. Thuật ngữ siêu thanh thường được dùng để mô tả bất kỳ tốc độ nào nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức là khoảng 6.116 km/h. Vũ khí siêu thanh là loại vũ khí bay cực kỳ nhanh, tầm bay thấp hơn tên lửa thông thường, động cơ động cao. Được thiết kế để linh hoạt tiếp cận mục tiêu trước khi các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống kịp phát hiện. Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều siêu cường quan tâm đặc biệt tới phát triển vũ khí siêu thanh là bởi dòng vũ khí này có khả năng tấn công từ rất xa, với vận tốc lớn nên không thể bị phát hiện hay bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ thông thường, không chỉ dừng lại ở tốc độ Mach 5. Ngày nay, một số vũ khí siêu thanh đã có thể tăng lên tới Mach 25. Về cơ bản, vũ khí siêu thanh được chia ra làm hai loại. Một là tên lửa hành trình siêu thanh sử dụng động cơ thông thường trong suốt quá trình bay. Và thứ hai là tên lửa lượng siêu thanh bay theo quỹ đạo dạng tàu lượn hay còn được gọi là tàu lượn siêu thanh. Tên lửa hành trình siêu thanh thì sử dụng động cơ thông thường được phát triển trên cơ sở tăng vận tốc tối đa của vũ khí hiện đại từ Mach 2 lên Mach 5 với khả năng tối đa lên khoảng Mach 10. Còn tàu lượn siêu thanh được trang bị động cơ phản lực tĩnh siêu âm đặc biệt, hoạt động bằng cách đốt nhiên liệu trong một luồng khí siêu thanh nén. Tên lửa lượn siêu thanh có thể coi như là một phương tiện bay đặc biệt bởi nó có thể quay trở lại trái đất sau khi tách ra khỏi tên lửa đạn đạo. Tên lửa lượn siêu thanh có vận tốc Mach 20 hoặc lớn hơn khi được phóng từ tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mặc dù sở hữu tốc độ cực khủng, nhưng trọng tâm của các cường quốc hiện nay không phải là việc tăng vận tốc cho tên lửa lượn siêu thanh, mà là khả năng điều chỉnh quỹ đạo bay để xuyên qua những tầng khí quyển ở độ cao giữa 40 km tới 100 km. Sử dụng lực khí động lực học để hiệu chỉnh đường đi, làm nhiễu loạn sự phán đoán của hệ thống phòng thủ bên phía đối phương. Cho tới thời điểm hiện tại, với nền kinh tế cũng như tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng phát triển đã giúp cho Trung Quốc cũng như là Nga đang đi đầu trong công nghệ vũ khí mới nổi này, và Mỹ dường như bị tụt hậu hơn, mặc dù nắm trong tay những tập đoàn vũ khí nổi tiếng nhất nhì hành tinh. Cụ thể, vào tháng 10 năm 2021, chương trình vũ khí siêu thanh của Trung Quốc đã đặc biệt thu hút sự chú ý của quốc tế khi tờ Financial Times đưa tin rằng xứ sở tỷ dân vừa thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trước đó 2 tháng, tên lửa này đã bay vòng quanh trái đất trước khi bắn trúng mục tiêu, khiến các cơ quan tình báo Hoa Kỳ phải kinh ngạc. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Mark Milley, đã mô tả cuộc thử nghiệm này với cái tên thời khắc Sputnik. Vì hầu hết các nhà khoa học quân sự xứ sở cờ hoa dường như không thể hiểu làm thế nào mà Trung Quốc đại lục lại đạt được kỳ tích như vậy.
Tờ báo quốc tế trên cũng nêu lên chi tiết về cuộc thử nghiệm của Trung Quốc và có liên quan đến một hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp, viết tắt là FOV. Về cơ bản thì chúng đi theo quỹ đạo thấp hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo, khiến khả năng đánh chặn dường như là bất khả thi. Thậm chí nguyên mẫu mà Trung Quốc sản xuất có thể bay qua Bắc Cực hay Nam Cực, trong khi đa số các hệ thống phòng thủ tên lửa bên phía Mỹ chỉ được bố trí để chống lại những cuộc tấn công từ Bắc Cực. Mặc dù cuộc thử nghiệm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Washington, song trên thực tế, Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh trước cả khi tiến hành vụ thử được coi là từ thời khắc Sputnik đó. Vào tháng 11 năm 2017, nhiều tờ báo trên thế giới đồng loạt đưa tin, quân đội xứ sở tỷ dân đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh tầm trung DF-17, một loại vũ khí có tầm bắn từ 1.800 đến 2.500 km, cũng như khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Nhiều nhà quân sự chuyên phân tích về tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS lưu ý rằng sự xuất hiện của DF-17 trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10 năm 2019 cho thấy vũ khí siêu thanh này có thể đã được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc từ lâu, chứ không còn chỉ là mẫu thử nữa. Sau sự thành công của DF-17 cung cấp phiên bản như DF-100, Trung Quốc đã tiếp tục cho công bố những hình ảnh đầu tiên của hệ thống tên lửa siêu thanh tầm xa trang bị cho loại máy bay ném bom H-6N vào hồi tháng 10 năm 2020. Một số tài liệu của Mỹ đặt tên cho chương trình phát triển tên lửa siêu thanh của Trung Quốc là CHASX-13. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin rõ gì từ mẫu vũ khí mới này của Trung Quốc. Báo chí nội địa hay nước ngoài đều bị hạn chế tiếp cận các thông số của loại khí tài mới. Chỉ biết rằng tầm bắn của tên lửa siêu thanh mà máy bay H-6N dao động từ khoảng 3.000 đến 3.500 km với phạm vi bán kính từ 1.500 đến 2.500 km. Với mức độ lợi hại của loại tên lửa này, một vài nhà quân sự cho rằng Thượng Hải nằm cách đảo Guam, căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương hơn 3.000 km. Vì vậy, CHASX-13 không chỉ có khả năng bắn trúng Guam mà còn nhiều căn cứ quân sự khác tại Philippines, Singapore, nơi quân đội Mỹ thường xuyên hiện diện. Không chỉ gây ảnh hưởng tới hàng loạt căn cứ tiền phương của Mỹ tại Thái Bình Dương, các hoạt động tuần tra thường niên của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông cũng bị đe dọa. Với CHASX-13, Trung Quốc được đánh giá là sẽ chiếm thế thượng phong trong trường hợp nổ ra một trận hải chiến. Bởi trước mắt Hải quân Hoa Kỳ chỉ được trang bị tên lửa Tomahawk với tầm bắn kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, cùng với các chương trình phát triển hệ thống vũ khí siêu thanh, Bắc Kinh đã triển khai một hệ thống vệ tinh dẫn đường dày đặc, không chỉ là tai, mắt mà còn hỗ trợ cực kỳ đắc lực cho toàn bộ hệ thống tác chiến tên lửa siêu thanh mà Trung Quốc xây dựng. Có thể nói, chương trình vũ khí siêu thanh của Trung Quốc nằm trong kế hoạch phát triển quân sự nhằm thay đổi cán cân quyền lực chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên toàn cầu theo hướng có lợi cho nước này. Thậm chí một vài giáo sư tại Đại học Hàng không Mỹ lưu ý rằng ở cấp độ khu vực chính là vũ khí siêu thanh của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các đối thủ của nước này ở Tây Thái Bình Dương can thiệp sâu vào hành động của họ. Theo đó, hiệu quả chiến lược của vũ khí siêu thanh nằm ở khả năng tấn công các tàu hay căn cứ trên khắp khu vực mà không bị cản trở và đối phương hầu như có rất ít thời gian để có thể phản ứng. Trung Quốc sẽ sử dụng vũ khí siêu thanh của mình như một công cụ để đe dọa hơn là mạo hiểm đối đầu toàn diện với Mỹ cùng đồng minh trong khu vực. Như đã nói ở trên, trong khi tên lửa siêu thanh bên phía Trung Quốc có tầm bắn vượt trội thì tên lửa Tomahawk của Mỹ lại thực sự kém xa. Việc Trung Quốc ngày càng lớn mạnh với nền công nghiệp quốc phòng phát triển như vũ bão, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân và vũ khí siêu thanh đã gây áp lực lớn cho hàng xóm của họ là Nga. Trong một bài phát biểu hồi tháng 3 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố 6 loại siêu vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Cụ thể, những vũ khí này là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhan, phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard, tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Bupesnik, thiết bị không người lái dưới nước được trang bị vũ khí hạt nhân Poseidon và tên lửa hành trình siêu thanh Kitschkun. Các nhà quân sự từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey lưu ý rằng tất cả những vũ khí siêu thanh này được trang bị hoặc là vũ khí hạt nhân hoặc có thể những vũ khí thông thường trong khoảng thời gian rất ngắn nhằm đáp ứng nhiều loại nhiệm vụ khác nhau,
Bên cạnh đó, những khí tài mới mà quân đội xứ sở Bạch Dương xây dựng tập trung và khả năng khắc chế các loại hệ thống phòng thủ, vũ khí tương tự bên phía Mỹ và đồng minh phương Tây. Cụ thể, Kinzhan là một phiên bản được điều chỉnh của Iskander, một tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất nhưng có hệ thống dẫn đường và khí động lực học, giúp chúng có khả năng di chuyển linh động hơn. Một số đặc điểm thiết kế tiên tiến đã giúp Kinzhan lọt qua hệ thống phòng không, trong đó có tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ. Kinzhan có thể mang đầu đạn theo quy ước với gần 500kg thuốc nổ hoặc thiết bị hạt nhân nặng tới 500kiloton. Nga dường như có ý định thể hiện khả năng của loại vũ khí này bởi cùng năm 2018, họ được cho là đã phóng ít nhất 3 tên lửa Kinzhan mang đầu đạn theo quy ước trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tiếp theo là cái tên 3M22 Gimcon, mẫu vũ khí được dự đoán sẽ sớm được Nga cho vào biên chế hoạt động. Không giống như Kinzhan, Gimcon sử dụng động cơ Skhamaz, động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm để đạt đến tốc độ Mach 9. Gimcon được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn theo quy ước, trong khi sở hữu tầm bắn lớn hơn và khả năng di chuyển linh động hơn so với các tên lửa tầm ngắn theo quy ước của xứ sở Bạch Dương trước đây. Đặc biệt nhất trong chương trình phát triển vũ khí siêu thanh mà Tổng thống Putin đề cập, phải nhắc tới phương tiện lửa siêu thanh Avangard có khả năng bay với vận tốc Mach 27 tương đương với 32.000 km/h ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Có thể thay đổi đường bay và độ cao một cách linh hoạt cũng như xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Theo các nguồn tin không công khai, phương tiện lửa siêu thanh này rất có thể được lắp đặt trên ICBM RS-28 Samat của xứ sở Bạch Dương với tầm bắn lên tới hơn 17.700 km. Có thể nói, cùng với các hàng loạt những công trình hạt nhân hay thậm chí là cả hệ thống phòng thủ tự trả đũa, bàn tay chết chóc thì vũ khí siêu thanh của Nga cũng được coi là một tài sản quan trọng trong chiến lược phòng thủ tích cực của nước này và đóng một vai trò thiết yếu với học thức quân sự mà Điện Kremlin đã buộc xây dựng. Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga cho biết, phòng thủ tích cực có liên quan tới các hành động tấn công phủ đầu, xác định những điểm yếu và tạo ra hàng loạt mối đe dọa, khiến đối phương không thể lường tính được để nắm bắt và duy trì thế chủ động chiến lược. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển kiểu hình thức răn đe hạt nhân và phi hạt nhân như là một phần trong chiến lược quân sự mới của Nga. Khi đưa vũ khí siêu thanh vào chiến lược phòng thủ tích cực, các chuyên gia quân sự cho rằng vũ khí siêu thanh thông thường bên phía Nga có thể bổ sung cho khả năng tấn công của nước này để trốn tránh hệ thống phòng không hoặc thực hiện răn đe phi hạt nhân bằng cách đe dọa gây ra thiệt hại không thể tính toán được cho các trung tâm chỉ huy cũng như hệ thống tên lửa thuộc phía đối phương. Trong khi Trung Quốc và Nga đang không ngừng củng cố tiềm lực quân sự cũng như phát triển vũ khí siêu thanh thế hệ mới, thì dường như Mỹ lại đang có dấu hiệu hụt hơi. Mặc dù trên thực tế, những nỗ lực nghiên cứu siêu thanh của Mỹ đã bắt đầu từ những năm 1960, đặc biệt là sau khi có được đội ngũ kỹ sư khoa học cũng như công nghệ lấy từ Đức Quốc xã sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Việc Mỹ quan tâm tới việc phát triển vũ khí siêu thanh có thể bắt nguồn từ chương trình tấn công chớp nhoáng toàn cầu, được hình thành dưới thời của chính quyền George Bush. Chương trình này yêu cầu xứ sở cờ hoa phải có khả năng thực hiện các cuộc tấn công thông thường ở bất cứ đâu trên thế giới trong khoảng 1 giờ và vũ khí siêu thanh rất phù hợp cho nhiệm vụ này. Dù vậy, phải tới tận gần đây, những bước tiến của Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh đã khiến Mỹ không thể tiếp tục chậm trễ trong cuộc đua. Phó Đô đốc Johnny Wolf, Giám đốc chương trình các hệ thống chiến lược của Hải quân Mỹ cho biết Trung Quốc và Nga đang trở thành động lực thúc đẩy Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh nhanh chóng hơn trong bối cảnh Lầu Năm Góc tăng tốc thử nghiệm, nghiên cứu để tránh bị tụt lùi lại phía sau. Ông nói rằng, cho tới tận gần đây chúng tôi vẫn chưa có động lực thực sự để sử dụng công nghệ này và tích hợp nó vào trong một hệ thống vũ khí. Khi đó việc này là không cần thiết, nhưng giờ đây chúng tôi cần làm như vậy bởi chúng tôi nhận ra nhu cầu cấp bách phải theo đuổi công nghệ này. Trao đổi với CNN nhân sự kiện quân đội Mỹ tiến hành thử rocket để thu thập dữ liệu nhằm phục vụ việc phát triển vũ khí siêu thanh. Một số nhà chức trách của quân đội Hoa Kỳ thừa nhận rằng Trung Quốc và Nga đã phát triển được những vũ khí mà Mỹ không hề có. Vì vậy, giờ đây, mỗi vụ phóng thử đều nhằm thực hiện gần chục thí nghiệm khác nhau trong hàng loạt lĩnh vực liên quan như vật liệu chịu nhiệt, thiết bị điện tử cao cấp và vật liệu nhẹ. Tất cả đều cần thiết để phát triển và triển khai thành công vũ khí siêu thanh.
Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng tối đa tốc độ nghiên cứu phát triển, Lầu Năm Góc đã yêu cầu tăng ngân sách từ 3,8 tỷ đô la lên 4,7 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính tiếp theo để chế tạo vũ khí siêu thanh. Mỹ cũng đã phát triển một số chương trình vũ khí siêu thanh khác nhau ở tất cả các quân chủng. Tuy nhiên, một loạt thử nghiệm thất bại đã cản trở một số chương trình. Ví dụ như lực lượng không quân Mỹ đã thử nghiệm thành công vũ khí phản ứng nhanh chóng từ trên không, nhưng trước đó họ đã phải trải qua 3 vụ thử thất bại liên tiếp. Mùa hè vừa qua, lần thử nghiệm đầu tiên toàn bộ hệ thống Common Hypersonic Glide Body, viết tắt là CSGB, một dự án chung giữa lục quân và hải quân cũng đã thất bại. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng thất bại không phải là điều tồi tệ bởi các hệ thống vũ khí siêu thanh đang ở giai đoạn phát triển vượt trội nhất. Họ cho rằng mỗi đợt thử nghiệm là một cơ hội để học hỏi bất kể kết quả cuối cùng ra sao. Có thể nghĩ đơn giản như thất bại là một phần của quá trình. Lục quân Mỹ cũng đã có kế hoạch triển khai vũ khí siêu thanh tầm xa, viết tắt là LASW vào năm tới. Nếu được triển khai theo đúng kế hoạch, đây sẽ là hệ thống vũ khí siêu thanh đầu tiên được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng. Hệ thống này sử dụng một tên lửa đẩy 2 tầng để đẩy một vật liệu phóng lướt đi lên tốc độ siêu thanh. Sau đó, bộ phận lướt sẽ lao tới kết liễu mục tiêu ở tốc độ rất cao khi mà đối thủ chưa kịp định hình. Hải quân Mỹ cũng đã có kế hoạch triển khai tàu khu trục lớp Junkwatch, trang bị tên lửa dẫn đường phiên bản riêng của họ trong năm 2025 và hoàn tất phát triển phiên bản tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm trong thập kỷ này. Tom Caracco, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng, về cơ bản đây là thế hệ tên lửa mới. Bản thân ông Caracco cũng nhận định những năm qua, Mỹ đã bị tụt hậu khá xa trong nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực này, Mỹ đặt ưu tiên phải bắt kịp hai cường quốc trên thông qua một chương trình phát triển nhanh và mạnh. Ông cho rằng, Mỹ phát triển loại vũ khí này cũng có thể phục vụ các nhu cầu quân sự cụ thể, chứ không đơn thuần chỉ nhằm chạy đua vũ trang. Ông còn cho biết thêm, chúng tôi cần tới tính linh hoạt, không thể dự đoán trước của loại vũ khí này, chứ không đơn thuần chỉ là tốc độ. Các tên lửa đạn đạo sẽ cho bạn tốc độ, nhưng vũ khí siêu thanh và động cơ phản lực tĩnh siêu âm sẽ vừa có tốc độ, vừa đảm bảo sự linh hoạt. Các nhà thầu quốc phòng của Mỹ hy vọng sẽ kiếm bộn từ việc chuyển đổi sang vũ khí siêu thanh không chỉ thông qua chế tạo chúng mà còn nhờ phát triển cơ chế phát hiện và đánh chặn mới. Những nhà phát triển vũ khí lớn như Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon Technologies đều đã chào mừng hàng loạt chương trình vũ khí siêu thanh với chính phủ khi thế giới đồng loạt chuyển hướng quan tâm sang chạy đua vũ trang loại khí tài mới. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn muốn các nhà thầu cắt giảm chi phí tối đa của vũ khí siêu thanh. Vì thế, tên lửa siêu tốc tiếp theo đang trong quá trình phát triển đã mang giá hàng chục triệu đô la mỗi quả. Cuộc chạy đua của các cường quốc nhằm phát triển vũ khí siêu thanh cuối cùng có thể kích hoạt 3 xu hướng quan trọng trong dài hạn. Đầu tiên, sự phổ biến của vũ khí siêu thanh có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển của các biện pháp đối phó bất đối xứng. Thứ hai, những thỏa thuận kiểm soát vũ khí trong tương lai có thể tìm cách áp đặt hạn chế đối với vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, sẽ có thể thuyết phục được các cường quốc quân sự chấp nhận những hạn chế như vậy, đặc biệt là khi vũ khí siêu thanh có tác động cấp chiến lược đối với an ninh quốc gia. Thứ ba, những quốc gia trên thế giới có thể coi vũ khí siêu thanh là vũ khí bắt buộc phải có để thể hiện sức mạnh của mình trước các đối thủ và cộng đồng quốc tế. Vì nhiều lý do, việc duy trì nhận thức về quyền lực là điều cần thiết đối với những quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, Ấn Độ và Pakistan. Trong đó đặc biệt là Iran đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển năng lực tên lửa kể từ cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ và Iraq vào thời điểm năm 1980. Thông tin trên được chính đội ngũ chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, cung cấp. Các nhà quân sự Iran cho biết có vũ khí của họ là biện pháp răn đe, chống lại sự khiêu khích của Mỹ hoặc đồng minh bên phía Hoa Kỳ trong khu vực, bao gồm cả Israel và Ả Rập Xê Út. Washington đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran, một số lệnh trừng phạt trong đó có liên quan trực tiếp đến các vụ thử tên lửa của nước này. Tóm lại, việc chạy đua vũ khí siêu thanh đặc biệt giữa 3 siêu cường Trung, Nga và Mỹ ngày còn có dấu hiệu leo thang căng thẳng. Bên cạnh những hiểm họa chưa lường trước được thì cũng có những ưu điểm nhất định.
Việc chạy đua không chỉ đảm bảo cán cân quyền lực, lợi ích cũng như tầm ảnh hưởng cân bằng của các siêu cường, qua đó phần nào duy trì được sự hòa bình, ổn định cho nhiều khu vực, cùng với xu hướng vươn lên và phát triển mạnh mẽ của các quốc gia mới nổi như Iran hay thậm chí là Triều Tiên. Vũ khí siêu thanh trong tương lai rất gần có thể sẽ trở thành một trong những loại khí tài quan trọng nhất của những lực lượng quân đội hàng đầu thế giới. Và vừa rồi là hành trình tìm hiểu về cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh. Có thể thấy, kinh tế, xã hội cũng như tri thức phát triển luôn đi cùng những tác động chặt chẽ tới khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Các cường quốc luôn mong muốn gia tăng tối đa hóa sức mạnh quân sự, tầm ảnh hưởng tuyệt đối lên toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta luôn mong muốn chiến tranh hạt nhân, đặc biệt chiến tranh vũ khí siêu thanh sẽ không bao giờ xảy ra, để thế giới luôn được sống trong hòa bình, hạnh phúc và bình an. Có thuyết âm mưu đằng sau vụ tài liệu mật của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Biden đã không đề cập đến vụ việc kể từ tuần trước, khi ông tỏ ra bực bội trước câu hỏi tại sao tài liệu mật lại được cất giữ bên cạnh chiếc Corvette của ông. Bình luận viên nổi tiếng của Mỹ Joe Rogan đã chia sẻ một giả thuyết hơi hoang đường, không có bằng cớ chứng thực, với lượng người theo dõi đông đảo của mình rằng vụ bê bối tài liệu mật của Tổng thống Joe Biden là một mưu đồ được các thành viên đảng Dân Chủ dàn dựng cẩn thận nhằm ngăn cản nhà lãnh đạo 80 tuổi tái tranh cử vào năm 2024, báo New York Post đưa tin. Theo New York Post, ông Rogan, 55 tuổi, đưa ra giả thuyết trên vào cuối tuần qua trong cuộc trò chuyện giữa hai diễn viên hài trên kênh Postcard nổi tiếng của mình Trải nghiệm của Joe Rogan. Nếu cho tôi đoán thì tôi đoán là họ đang cố loại bỏ ông ấy, ông Rogan cho biết, đề cập đến đảng Dân Chủ của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Vì dẫn chương trình Postcard không cung cấp bằng chứng nào để chứng minh cho giả thuyết của mình, thừa nhận rằng bản thân không biết rõ về chính trị trong cuộc thảo luận với các khách mời Matt Marcuser và Shane Gillie. Tuy nhiên, Rogan cho biết ông cảm thấy thật kỳ lạ khi chính các trợ lý của ông Biden lại là những người tuyên bố rằng họ đã tìm thấy các tài liệu mật trong nhà của ông ở Wilmington, Delaware. Hôm vừa qua, Nhà Trắng cho biết thêm 6 tài liệu được đánh dấu là mật đã được tìm thấy tại tư gia của Tổng thống và đã được trao cho Bộ Tư pháp. Các tài liệu đều có từ thời ông còn là Phó Tổng thống trong chính quyền Obama. Trước đó, Tổng trưởng lý Merrick Garland thông báo bổ nhiệm ông Rupert Hu, một cựu luật sư làm công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn ông Biden xử lý sai các tài liệu mật. Việc quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ đưa ra thông báo vài giờ sau khi các luật sư của ông Biden cho biết họ đã tìm thấy một tài liệu mật thứ hai từ thời ông còn làm phó tổng thống trong gara tại nhà riêng của ông ở Delaware. Trước đó, Nhà Trắng cũng tiết lộ rằng các tài liệu mật từ thời ông Biden còn làm phó tổng thống đã được phát hiện vào tháng 11 tại một tổ chức nghiên cứu mang tên ông, Trung tâm Penn Biden ở Washington. Một thành viên đảng Dân Chủ đã công khai bày tỏ sự thất vọng của họ về vụ bê bối tài liệu, đặc biệt là sau khi ông Biden chỉ trích ông Donald Trump, khi vị cựu tổng thống bị cáo buộc chứa rất nhiều tài liệu tuyệt mật tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida. Hôm vừa qua, Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ John Garamendi nói trên Fox News Sunday, đó là một điều xấu hổ, không còn nghi ngờ gì nữa. Về phần mình, ông Biden đã không đề cập đến vấn đề tài liệu kể từ tuần trước, khi ông tỏ ra bực bội trước câu hỏi lý do vì sao tài liệu mật đã được cất giữ bên cạnh chiếc xe cổ Chevrolet Corvette Silverado năm 1967 của ông, theo đài CNN. Cuối tuần qua, ông Biden cũng trở về tư gia ở Wilmington cùng với một trong những cố vấn cấp cao của ông, Steve Ricciardi, người đóng vai trò là tránh văn phòng khi ông còn là phó tổng thống và giữ vai trò cấp cao tại trung tâm Penn Biden. Nghị sĩ Mỹ, an ninh quốc gia có thể bị đe dọa từ vụ tài liệu mật của ông Biden. Nghị sĩ Dân Chủ Adam Schiff, bang California nói rằng ông không loại trừ khả năng an ninh quốc gia có thể gặp nguy hiểm do Tổng thống Joe Biden xử lý sai các tài liệu mật. Phát biểu với chương trình This Week của ABC, ông Adam Schiff cho biết, tôi không nghĩ chúng ta có thể loại trừ khả năng này nếu không biết thêm nhiều sự thật. Chúng tôi đã yêu cầu cộng đồng tình báo đánh giá tài liệu mật mà cựu Tổng thống Trump cất giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Tôi cho rằng chúng ta nên làm điều tương tự với những tài liệu được tìm thấy ở trung tâm Penn Biden và nhà của Tổng thống Biden. Nghị sĩ Adam Schiff đưa ra nhận định này sau khi lực lượng chức năng tìm thấy lô tài liệu mật thứ 3 tại dinh thự của ông Biden ở Wilmington, Delaware. Luật sư Nhà Trắng Richard Schreiber cuối tuần qua cho biết đã có 6 trang tài liệu mật được tìm thấy tại thư viện riêng của ông Biden.
Thông báo này được đưa ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu mật tại văn phòng cũ của ông Biden ở trung tâm Penn Biden. Từ thời ông còn là phó tổng thống vào tháng 11 năm 2022 và tại gara để xe của ông Biden vào tháng 12 năm 2022. Tôi muốn biết những tài liệu này là gì. Tôi muốn biết đánh giá của các luật sư về việc liệu có bất cứ nguy cơ rủi ro nào không và hậu quả sẽ như thế nào, cũng như những biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro. Tôi nghĩ điều này sẽ phù hợp và nhất quán với những gì chúng tôi yêu cầu, giống như trong trường hợp của cựu Tổng thống Trump. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã bổ nhiệm ông Robert Hur làm công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn Tổng thống Joe Biden, vẫn giữ các tài liệu mật sau khi hết nhiệm kỳ phó tổng thống vào năm 2017. Thưa quý vị, Nhà Trắng thông báo rằng đã có thêm 5 trang tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware. Đây là diễn biến mới nhất trong vấn đề nhạy cảm chính trị liên quan đến nhà lãnh đạo Mỹ. Trong thông cáo cố vấn đặc biệt của Nhà Trắng Richard Schober xác nhận những trang tài liệu nêu trên có từ thời ông Biden còn là cấp phó của cựu Tổng thống Barack Obama được tìm thấy sau khi vị quan chức này tới ngôi nhà vào tuần qua. Theo cố vấn Schober, ông đã thực hiện chuyến đi để giám sát hoạt động chuyển giao cho Bộ Tư pháp Mỹ những tài liệu đầu tiên được tìm thấy tại ngôi nhà của Tổng thống Biden trong ngày thứ Bảy. Cố vấn Schober khẳng định ông có giấy phép an ninh cần thiết nên đã đến ngôi nhà. Và khi chuyển giao những tài liệu đầu tiên cho các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ, ông đã tìm thấy 5 trang tài liệu khác. Trước đó, các luật sư của Tổng thống Biden cũng đã tìm thấy tài liệu được đóng dấu mật trong gara nhà riêng của ông ở thành phố cảng Wilmington, bang Delaware. Vì những luật sư này không có giấy phép an ninh cần thiết để đọc tài liệu nên họ đã thông báo cho Bộ Tư pháp Mỹ. Các tài liệu mật khác đã được tìm thấy trước đó tại văn phòng cũ của ông Biden tại trung tâm Penn Biden ở Washington DC. Những tài liệu này được phát hiện hồi tháng 11 năm ngoái. Về phần mình, Tổng thống Biden cho biết ông và đội ngũ cố vấn đang tích cực hợp tác với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Điểm khác nhau trong vụ phát hiện tài liệu mật của ông Biden và ông Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đều vướng vào rắc rối liên quan đến việc xử lý tài liệu mật sau khi hết nhiệm sở. Tuy nhiên, hai vụ việc vẫn có điểm khác biệt. Chính trường Mỹ những ngày gần đây xôn xao việc phát hiện hàng loạt tài liệu mật từ thời ông Joe Biden còn làm phó tổng thống tại các địa điểm khác nhau như nhà riêng, văn phòng cũ của ông. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm ông Robert Hur làm công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra. Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng vụ việc cho thấy Tổng thống Mỹ Biden đã phạm lỗi tương tự người tiền nhiệm Donald Trump. Ông Trump bị cáo buộc mang trái phép tài liệu mật của chính phủ từ Nhà Trắng đến dinh thự Mar-a-Lago khi hết nhiệm sở. Tháng 8 năm ngoái, các đặc vụ FBI đã đột kích vào dinh thự riêng của ông Trump và thu giữ ít nhất 15 thùng tài liệu. Tuy nhiên, phe Dân Chủ khẳng định xét về mặt pháp lý, hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Tài liệu được tìm thấy thế nào? Đầu năm 2021, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia cho biết ông Trump và đội ngũ chưa bàn giao đầy đủ tài liệu chính phủ sau khi rời Nhà Trắng. Họ yêu cầu ông Trump trả lại toàn bộ tài liệu còn thiếu. Mùa hè năm ngoái, các đặc vụ FBI đã phát hiện hơn 11.000 tài liệu sau khi khám xét dinh thự riêng của ông Trump ở Mar-a-Lago. Chúng được cho là bao gồm cả các tài liệu tình báo tối mật. Trong khi đó, những tài liệu mật liên quan đến ông Biden do chính đội ngũ của ông phát hiện vào cuối năm ngoái khi thu dọn một văn phòng làm việc cũ của ông. Sau đó, họ tiếp tục tìm thấy tài liệu mật tại nhà riêng của ông Biden ở quê nhà Wilmington, bang Delaware. Tất cả đều được thông báo cho giới chức trách mức độ nghiêm trọng. Bộ Tư pháp Mỹ đều vào cuộc điều tra cả hai vụ việc. Tuy nhiên, ông Trump bị cho là cố tình cản trở về cơ quan chức năng thu hồi tài liệu, dẫn đến việc FBI khám xét nhà riêng và Bộ trưởng Merrick Garland quyết định mở cuộc điều tra hình sự bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để làm rõ. Trong trường hợp của ông Biden, đội ngũ của ông chủ động cung cấp thông tin lập tức giao tài liệu cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và cam kết hợp tác điều tra. Nội dung tài liệu mật ở cả hai vụ việc. Nội dung thực sự của những tài liệu mật không thực sự rõ ràng. Tài liệu của ông Trump giữ được cho là liên quan đến các bí mật về hạt nhân và năng lực quân sự của một số nước. Thậm chí một số tài liệu đề ngày khi ông Trump đã hết nhiệm sở. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin tài liệu mật của ông Biden có liên quan đến Iran, Ukraine và Anh. Tất cả đều là tài liệu thời ông Biden làm phó tổng thống Mỹ. Rắc rối chính trị. Phe Cộng hòa phản ứng trái chiều về vụ việc của ông Trump. Một số tỏ ra thất vọng với rắc rối của ông trước thềm bầu cử giữa kỳ. Số khác tin rằng ông là nạn nhân của một động cơ chính trị.
các nghị sĩ Cộng hòa có thể tranh thủ khiến cho ông Biden mất điểm khi ông đang theo đuổi kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024. Không loại trừ khả năng sau khi kiểm soát Hạ viện, họ sẽ mở một cuộc điều tra đối với chủ nhân Nhà Trắng. Ngược lại, Đảng Dân Chủ sẽ có cái nhìn thoáng hơn về việc ông Trump giữ tài liệu mật liên quan đến cuộc điều tra tài liệu đóng dấu mật trong nhà xe tại dinh thự của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã chỉ định cựu công tố viên bang Maryland, ông Robert Hu, làm cố vấn đặc biệt. Trong cuộc điều tra này, luật sư Robert Hu là cựu công tố viên liên bang tại Maryland do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Ông từng làm việc cho cố chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Mỹ William Rehnquist và xử lý hàng chục vụ án liên quan lừa đảo tài chính, tham nhũng và các vụ việc khác. Công việc gần đây nhất của ông là luật sư bào chữa hành nghề tư nhân. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Robert sẽ sớm bắt đầu công việc của người dẫn đầu cuộc điều tra. Ông Robert sẽ chịu trách nhiệm điều tra hành vi lưu trữ trái phép các tài liệu mật tại nhà hay các tổ chức tư vấn trước đây của Tổng thống Biden. Vị công tố viên này cũng có quyền truy tố bất kỳ tội danh nào phát sinh từ cuộc điều tra đối với các trường hợp điều tra những vụ việc nhạy cảm. Liên quan đến các quan chức cấp cao, Bộ Tư pháp Mỹ thường bổ nhiệm công tố viên đặc biệt độc lập so với Bộ Tư pháp để đảm bảo tính khách quan và trường hợp của ông Biden cũng không ngoại lệ. Việc bổ nhiệm công tố viên điều tra trên được tiến hành sau khi các luật sư của Tổng thống Mỹ Joe Biden phát hiện một số lượng nhỏ các tài liệu đóng dấu mật trong nhà xe tại dinh thự của ông Biden ở Wilmington, bang Delaware. Và tại văn phòng một tổ chức nghiên cứu mang tên Penn Biden từ thời ông còn làm phó tổng thống. Phản ứng trước việc này, ông Biden đã tỏ ra ngạc nhiên không biết trong các tài liệu này có nội dung gì và khẳng định sẽ hợp tác toàn diện để làm rõ vấn đề. Các luật sư Nhà Trắng cũng tỏ ra lạc quan khi tuyên bố rằng họ tin tưởng việc xem xét kỹ lưỡng sẽ cho thấy những tài liệu này chỉ vô tình bị thất lạc. Ông Hu ra thông báo cho biết sẽ tiến hành điều tra với sự công bằng, vô tư và không theo cảm xúc, cũng như sẽ nhanh chóng theo các sự việc mà không lo sợ hay thiên vị. Công việc của ông Hu sẽ tương tự như một công tố viên đặc biệt khác là ông Jack Smith hiện đang điều tra nghi vấn ông Trump giữ trái phép các tài liệu mật và những vấn đề khác. Luật sư Richard Schober của ông Biden cho biết đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư pháp và sẽ tiếp tục hợp tác với công tố viên đặc biệt. Trong khi ông Garland và các quan chức cấp cao Bộ Tư pháp sẽ thường xuyên báo cáo với Tổng thống Biden về cuộc điều tra, bất cứ động thái nào vượt qua quyết định lớn của ông Hu sẽ được họ báo với Quốc hội và giải thích lý do, theo nguyên tắc về công tố viên đặc biệt. Khi được hỏi về việc phát hiện các tài liệu mới nhất, ông Biden cho biết các tài liệu được cất trong nhà xe đã khóa cùng chiếc xe hơi thể thao Corvette của ông. Đó không giống như chúng được để ngoài đường, ông cho biết. Trả lời câu hỏi liệu có quốc gia nào bày tỏ lo ngại về an ninh liên quan các tài liệu mật từ ông Biden hay không, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết ông chưa nghe về bất cứ cuộc thảo luận hay thông tin nào như thế. Việt Nam là quân đội đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới thời điểm này ở Đông Nam Á có tên lửa đạn đạo chiến thuật trong biên chế. Pháo binh Việt Nam với khả năng tung đòn tấn công tầm xa hàng trăm km thực sự là một lực lượng đáng gờm trong khu vực. Điều này có được cũng nhờ sự giúp đỡ của Triều Tiên. Thưa quý vị, Việt Nam và Triều Tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950. Đây là một trong những mối quan hệ ngoại giao sớm nhất của Việt Nam sau Trung Quốc, Liên Xô. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống. Từ thời điểm đó, quan hệ hai đảng, hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng và vun đắp, cũng như được các thế hệ lãnh đạo tiếp theo kế thừa và phát huy, tiếp tục phát triển tốt đẹp. Trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, các chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo tối cao hai bên đã tạo nền tảng vững chắc, để lại dấu ấn đặc biệt cho tình hữu nghị giữa hai nước. Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI công bố, thời điểm năm 1981, Việt Nam đã nhận từ Liên Xô 4 xe mang phóng tự hành 9P-117 cùng 25 đạn tên lửa R-17 Airbus Scud B. Tên lửa Scud B có chiều dài 11,25m, đường kính thân 0,88m, trọng lượng phóng 5.900kg, tầm bắn 300km, vận tốc tối đa Mach 5, 1,7km/giây. Và có độ dài là 450m. Độ chính xác không được đánh giá cao nhưng dựa vào đầu đạn lớn, tên lửa Scud tỏ ra cực kỳ nguy hiểm khi dùng để hủy diệt căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng,
hai địa điểm tập trung quân lớn của đối phương. Vận tốc cao khiến tên lửa Scud rất khó bị đánh chặn, thể hiện qua việc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đã rất nhiều lần bắn trượt Scud tại chiến trường Trung Đông. Tuy nhiên, do tiếp nhận đã lâu, một số đã xuống cấp và vài quả đã được sử dụng trong các lần bắn đạn thật, dẫn tới yêu cầu cấp thiết là phải có sự bổ sung lực lượng. Cũng theo SIPRI, vào năm 1998, Việt Nam đã mua từ Triều Tiên 25 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hoàng Song 6, Hỏa Tinh 6. Đây là phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Scud C. So với Scud B, Hoàng Song 6 tăng trọng lượng phóng lên 6.400 kg, tầm bắn tăng vọt lên 600 km. Tuy vậy, để đánh đổi thì đầu đạn của Hoàng Song 6 bị giảm xuống còn 600 kg, sai số lớn nhất lên tới 700 m khi bắn hết tầm. Bất chấp những nhược điểm trên, Việt Nam vẫn là quốc gia hiếm hoi ở châu Á có năng lực tung đòn tấn công ra ngoài cự ly 500 km. Sức mạnh răn đe của binh chủng pháo binh Việt Nam rõ ràng không thể coi thường, và để có được điều này thì quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên cũng được vun đắp qua nhiều tháng năm lịch sử. Chuyến thăm lịch sử đầu tiên giữa hai nước là chuyến thăm hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Đảng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 năm 1957. Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Sudan Bình Nhưỡng. Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Việt Nam dự meeting trọng thể của hơn 10 vạn nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng tổ chức tại quảng trường Kiếp Nhật Thành. Phát biểu tại cuộc meeting, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi lời chào các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gửi lời chào nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng và nhân dân Triều Tiên. Tại buổi chiêu đãi của Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng những thành tích của nhân dân Triều Tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đời đời bền vững. Trong chuyến thăm hữu nghị này, đoàn cũng đã đến thăm nhiều nơi như nhà máy dệt Bình Nhưỡng, phòng triển lãm công nghiệp nông nghiệp Triều Tiên, Viện Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc Triều Tiên, trường trung học số 28 ở Bình Nhưỡng. Trong khi cựu Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm nhà máy dệt Bình Nhưỡng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các xưởng và nhà trẻ của nhà máy và tặng anh chị em công nhân nhà máy một số hàng thủ công Việt Nam. Phát biểu tại buổi chiêu đãi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Triều Tiên, người bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu quan trọng của nhân dân Triều Tiên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng rằng, dù chúng ta còn có nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng của bản thân chúng ta, với sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, dưới ngọn cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác Lênin, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại tình cảm và ấn tượng sâu sắc khó phai về tình đồng chí, tình hữu nghị giữa những vị lãnh tụ và nhân dân hai nước. Một năm sau, Chủ tịch Kim Nhật Thành thực hiện chuyến thăm hữu nghị đến Việt Nam từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 1958. Chủ tịch Kim Nhật Thành đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự meeting trọng thể của nhân dân thủ đô Hà Nội và chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Mậu Dịch giữa Việt Nam và Triều Tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Phủ Chủ tịch và sau đó cùng đến khu nghỉ Hồ Tây, nhà máy dệt Nam Định, một trong những cơ sở sản xuất công nghiệp đi đầu ở miền Bắc thời kỳ đó. Chủ tịch Kim Nhật Thành có đến thăm trường sĩ quan lục quân ở Sơn Tây và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. 6 năm sau, vào tháng 10 năm 1964, Chủ tịch Kim Nhật Thành thực hiện chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai. Trong chuyến thăm này, ngoài hội đàm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm huyện Từ Liêm, nơi có hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị, tham quan Vịnh Hạ Long và một số đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam. Các chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã tạo nền tảng vững chắc mối tình hữu nghị giữa hai nước, đặt dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước. Trên tinh thần mối quan hệ tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành tạo dựng, quan hệ hai nước sau những chuyến thăm đó phát triển nhanh chóng. Một dấu ấn đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên là chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh năm 2007 và cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với đồng chí Kim Jong-un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Hàng vạn người dân thủ đô Bình Nhưỡng giơ cao cờ hoa khẩu ngữ và biểu ngữ đứng tại sân bay, dọc đường đoàn xe qua,
và trước cửa nhà văn hóa thủ đô Bình Nhưỡng hô vang chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tổng Bí thư Kim Jong Un đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội và đối ngoại mà nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng vững chắc và chân thành. Chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước lên tầm cao mới. Cuộc gặp gỡ cấp cao giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Kim Jong Un thành công tốt đẹp, củng cố và thắt chặt hơn tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển hơn nữa, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí Kim Jong Un nhấn mạnh, sinh thời đồng chí Kim Jong Un quan tâm đặc biệt đến vấn đề phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, luôn luôn nói rằng nhất định sẽ đến thăm Việt Nam để tỏ lòng kính trọng, đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm lại những lời ý nghĩa mà có dấu chân của đồng chí Kim Nhật Thành. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai đảng, hai nước nhất trí duy trì tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, mở rộng giao lưu, trao đổi đoàn các cấp theo đảng, nhà nước và đoàn thể nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên đều có nhu cầu. Duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, trong đó có cơ chế tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu khả năng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên, trên cơ sở các quy định với quốc tế, mở rộng giao lưu và hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu nhân dân. Khi đến thăm Triều Tiên năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, Việt Nam và Triều Tiên tuy đường xa nhưng lòng rất gần, tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như mối tình anh em thân thiết. Những chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ lịch sử giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước trong hơn 65 năm qua đã chứng minh cho tình hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Triều Tiên. Tại quần đảo Trường Sa từ nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực duy trì kiểm soát và thực thi chủ quyền trong khu vực. Minh chứng rõ nhất cho điều đó chính là cho đến nay, trong số 21 thực thể mà Việt Nam chúng ta đang đóng quân, đã có rất nhiều thực thể đã được bồi đắp và nâng cấp thành đảo nổi. Tuy nhiên, không phải thực thể nào, công việc này cũng được nước ta hoàn thành một cách suôn sẻ. Và đá núi Le, thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video ngày hôm nay, chính là một trong những ví dụ điển hình như thế. Khi mà một khối lượng lớn đất đá bồi đắp tại đá núi Le đã bị một siêu bão hoành hành và thổi bay mất. Về vị trí, đá núi Le là một dạng san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Hiện Việt Nam đang quản lý thực thể này như một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo đá này nằm cách bán đảo Cam Ranh khoảng 638 km về phía đông nam, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 795 km về phía đông, cách đá thuyền chài khoảng 100 km về phía đông bắc, cách đảo Tiên Nữ khoảng 51 km về phía tây nam và cách đá Tốc Tan khoảng 11 km về phía đông. Trải dài theo hướng bắc nam, đá núi Le có chiều dài vào khoảng 10 km, chiều rộng gần 4 km. Tổng diện tích của đảo núi Le vào khoảng 30 km2, tương đương 3.000 ha. Là đảo chìm nên khi thủy triều xuống thấp thì rải rác có những hòn đá nhô lên khỏi mặt nước. Đá núi Le có thêm san hô tương đối khép kín, chỉ có thêm san hô ở phía nam bị gián đoạn. Và cũng giống như những đảo đá khác, thềm san hô của đá này cũng được hình thành bởi hoạt động phun trào của núi lửa ngầm ở dưới đáy biển từ hàng triệu năm trước. Khi dung nham núi lửa phun trào lên tới mặt biển thì dừng lại và tạo thành một bãi đá ngầm nằm dưới mặt nước biển chỉ cách vài mét. Hình thành từ sự phun trào của núi lửa dưới đáy biển nên cấu tạo của dải san hô là hình trải dài, có vành đai phía ngoài cao giữa lõm tạo thành hồ ở bên trong. Lòng hồ tại đá núi Le có chiều dài vào khoảng 7 km và diện tích vào khoảng 13,5 km2. Bên cạnh đó, cũng chính ở vị trí thềm san hô bị gián đoạn ở phía nam nên đã tạo ra một luồng dẫn tự nhiên giúp cho tàu thuyền ở bên ngoài có thể vào tránh trú gió bão trong lòng hồ, từ đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Về thời tiết, ở đá núi Le cơ bản là khắc nghiệt, nắng nóng, dông gió thất thường, lượng mưa phân bổ không đều.
trong mùa khô, đặc biệt là từ tháng 2 đến tháng 4 đào đá gần như không có mưa, trong khi mùa mưa nhất là từ tháng 5 đến tháng 10 thì gần như ngày nào cũng có mưa, có ngày lượng mưa lên đến hơn 200mm. Có thể nói đá núi Le có vị trí chiến lược hết sức quan trọng khi nằm ở vị trí trung tâm của khu vực 3 thuộc quần đảo Trường Sa, cùng với các đảo đá như là đá Tốc Tan, đá Tiên Nữ, đá Thuyền Trài và đảo A Bang. Đảo núi Le cũng tạo thành lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn phía đông nam của đất nước. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh đảo còn là một địa chỉ tin cậy của ngư dân địa phương ven biển miền Trung và miền Nam. Mỗi khi ra đánh bắt hải sản ở khu vực này, khi có nhiều loại hải sản quý như là cá ngừ, cá mú, tôm hùm, phục vụ cho nhu cầu đời sống của nhân dân và xuất khẩu, mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Quá trình bảo vệ và xây dựng đảo đá núi Le. Đầu năm 1988, tình hình khu vực quần đảo Trường Sa đột ngột trở nên căng thẳng. Ngay sau khi lực lượng của ta đóng giữ đá Tốc Tan vào ngày 27 tháng 2 năm 1988, chấp hành chỉ thị của Bộ Tư lệnh Hải quân. Một ngày sau đó, tàu HQ-633 đã đưa lực lượng công binh và vật liệu vượt sóng to gió lớn và sự ngăn cản của các tàu Trung Quốc để ra triển khai đóng giữ đá núi Le, cũng như triển khai xây dựng nhà cao chân ở đây. Sau gần một tháng, đến ngày 23 tháng 3 năm 1988, việc xây dựng nhà cao chân đã hoàn tất và bàn giao cho cán bộ chiến sĩ bảo vệ đảo. Một khoảng thời gian sau đó, ta tiếp tục tiến hành xây dựng nhà cấp 2 tại đá núi Le. Do địa hình đặc thù, cho nên Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại hai địa điểm cách nhau 5,5 km trên đá núi Le, được đặt tên là núi Le A và núi Le B. Đến năm 1997, quân chủng Hải quân đã triển khai xây dựng các nhà lâu bền trên điểm đảo núi Le A và 2001 tiếp tục xây dựng nhà lâu bền tại điểm đảo núi Le B. Cho đến hiện nay thì điểm đảo núi Le A nằm ở phía tây nam của đá núi Le là một tổ hợp bao gồm hai nhà lâu bền và một nhà văn hóa đa năng được kết nối lại với nhau bằng hai cây cầu bê tông. Còn điểm đá núi Le B nằm ở phía bắc của đảo đá núi Le, nó bao gồm một nhà lâu bền được nối với một nhà văn hóa đa năng bằng một cây cầu bê tông. Nhưng hiện tại, nhìn trên bản đồ thì chúng ta chỉ thấy được một nhà lâu bền nằm độc lập bởi vì nhà văn hóa đa năng đá núi Le B thì mới được đoàn công tác thành phố Hà Nội cùng quân chủng Hải quân tổ chức lễ khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2022. Công trình này được xây dựng với chi phí là 38 tỷ đồng do thành phố Hà Nội hỗ trợ. Ngoài việc xây dựng các tiền đồn cần thiết để bộ đội đóng quân, sinh hoạt và làm việc thì thấu hiểu được tầm quan trọng mang ý nghĩa chiến lược của đảo núi Le, cũng như những điều kiện thuận lợi như nơi đây có mực nước tương đối nông, khối lượng phải bồi đắp không quá lớn, rất dễ hình thành đảo nhân tạo. Cho nên, giai đoạn từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, Việt Nam đã ưu tiên tiến hành bồi đắp và nâng cấp tại đá núi Le. Cụ thể, Việt Nam đã triển khai lực lượng tiến hành thi công, phá đá san hô, khai thông hai luồng kênh rộng khoảng 90m về phía tây và phía đông của đá núi Le, để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền từ bên ngoài có thể di chuyển vào lòng hồ để tránh trú dễ dàng. Song song đó, ta đã dùng cát nạo vét được từ hai kênh này để xây dựng hai điểm nổi nhân tạo ở rìa san hô dọc theo mỗi kênh nhân tạo vừa đào. Thông qua hình ảnh vệ tinh thì ta có thể thấy nhiều máy xúc cũng như là nhiều thiết bị xây dựng đã được triển khai. Ước tính đến tháng 8 năm 2015, Việt Nam đã cải tạo và bồi đắp khoảng 16.000m², tương đương 1,6 hectare tại khu vực phía đông của đá núi Le. Còn khu vực phía tây cũng có nhiều tiến triển với gần 3.600m², tương đương 0,36 hectare đã được bồi đắp. Nhìn chung, sau khi tiến hành mở hai luồng kênh và lòng hồ, thì Việt Nam đã bồi đắp thêm hai điểm nổi với tổng diện tích khoảng 1,96 ha. Tại mỗi phần đất nhân tạo ở hai khu vực này, ta đều cho xây dựng một bệ bê tông có chiều dài khoảng 62m, chiều rộng khoảng 32m. Có thể đây là phần đế của một tòa nhà hoặc là trung tâm hậu cần nghề cá. Tuy nhiên, chỉ khoảng 4 tháng sau đó, vào tháng 10 năm 2015, siêu bão Melo không chỉ càn quét và gây thương vong tại Philippines mà còn tàn phá một số khu vực, trong đó có đá núi Le. Các công trình bồi đắp tại đá này về cơ bản là đều bị tàn phá và thổi bay bởi siêu bão. Sau sự việc này, chúng ta đã dừng việc cải tạo đá núi Le. Và tính đến đầu tháng 12 năm 2012, diện tích phần nổi còn sót lại ở cả hai khu vực chỉ còn lại 4.000m², chính là hai bệ bê tông. Xung quanh bệ bê tông là các dải cát thay đổi theo gió mùa. Trên bệ bê tông còn sót lại ở phía tây đá núi Le,
các chiến sĩ đóng quân tại thực thể này đã tiến hành trồng cây trên đó và khu vực nổi này chỉ cách điểm đá núi Lệ A khoảng 1,6 km nên nếu dừng lại tại núi Lệ A thì chúng ta vẫn có thể dễ dàng thấy được khu vực này bằng mắt thường. Hiện nay với những gì Việt Nam chúng ta đang làm tại một số thực thể khác tại quần đảo Trường Sa như là Phan Vinh, Nam Yết, Sơn Ca, Thuyền Trài đã cho thấy khả năng cao trong những năm tới rất có thể sẽ có những hoạt động xây dựng và cải tạo mới để tiếp nối với kế hoạch xây dựng đã được triển khai vào giai đoạn 2014-2015. Nói chung, các phương pháp cải tạo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa ít ảnh hưởng đến môi trường hơn so với các biện pháp do Trung Quốc áp dụng. Tại đá núi Le, chúng ta đã không đào bất cứ một dải san hô nào, ngoại trừ luống dẫn vào hồ. Vì thế, tác động hủy hoại môi trường ở núi Le chỉ hạn chế ở công tác đào hai kênh và khu vực bồi đắp liền kề. Toàn bộ khu vực cải tạo, bao gồm cả kênh dẫn, chỉ chiếm khoảng 1% diện tích của đá núi Le, tức là khoảng 30 ha. Điều này trái ngược hẳn về công tác cải tạo trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, nơi mà họ sử dụng hàng chục tàu nạo vét lớn để phá vỡ những mảng san hô và bồi đắp một khu vực rộng lớn. Nhưng phương pháp này của Trung Quốc đã phá hủy gần như là toàn bộ các bãi đá, đặc biệt là đá chữ thập, đá vành khăn và đá sui. Cuộc sống trên đá núi Le ngày nay. Hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của các chiến sĩ đảo đá núi Le đã từng bước được cải thiện trên các điểm đảo được trang bị các máy thu hình, trạm thu phát tín hiệu vệ tinh của Đài truyền hình Việt Nam. Chúng ta đã giúp các chiến sĩ trên đảo cập nhật kịp thời những thông tin trong nước và thế giới. Bên cạnh đó, các điểm đá núi Le A và núi Le B đều có tủ sách báo và một tủ sách pháp luật với gần 1.000 đầu sách và trên 20 đầu báo các loại. Cũng giống như những thực thể chìm khác, ở đá núi Le, nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt là nước mưa và vận chuyển từ đất liền ra. Những năm gần đây, nhờ được trang bị hệ thống bể chứa lớn nên đảo đã chủ động được nhu cầu nước sinh hoạt. Có thể nói, đá núi Le ngày nay đã chính quy, sạch đẹp hơn. Khu ăn ở, sinh hoạt, học tập của các bộ đội được bố trí sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Dù rất chật hẹp, nhưng trên đảo vẫn có vườn tăng gia và khu chăn nuôi được củng cố, tu bổ, phù hợp với quy hoạch chung thuận tiện cho việc chăm sóc nuôi trồng. Rau xanh ở núi Le được trồng trên những khay chậu bằng nhựa chuyển ra từ đất liền. Do nguồn nước ngọt rất khan hiếm nên những người lính trên đảo đá núi Le phải tiết kiệm bằng cách sử dụng lấy nước tắm, nước giặt để tưới rau, tưới cây. Vườn rau luôn được che chắn cẩn thận cũng như được phủ lưới ngăn hơi mặn và gió tạt. Khó khăn và khắc nghiệt là thế, nhưng nhờ biết nắm bắt thời tiết và lựa chọn giống rau thích hợp, kết hợp xen canh gối vụ nên vườn rau của đá núi Le vẫn xanh tốt quanh năm với đầy đủ các loại rau như là rau muống, rau mồng tơi, rau cải xanh, bầu bí và đáp ứng nguồn rau xanh thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày, góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội. Ngoài ra, việc thuần hóa và tạo ra những vật nuôi thích ứng với môi trường nước mặn được các chiến sĩ đảo đá núi Le kỳ công thực hiện. Rút kinh nghiệm từ các đảo đá đã thực hiện thành công trước đó, đá núi Le cũng tổ chức nuôi dưỡng từ nhỏ các loại gia cầm, gia súc để chúng làm quen dần với điều kiện sống khắc nghiệt trên đảo. Kiên trì thuần dưỡng, thả gối nhiều lứa liên tục, đến nay đơn vị duy trì đàn gia cầm gần 100 con cùng với 2-3 con lợn tạo nguồn cung cấp trứng và thịt tươi tại chỗ. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng những năm qua các chiến sĩ trên đảo núi Le vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bám sát quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong những năm qua, các chiến sĩ đảo đá núi Le đã quan sát và phát hiện được rất nhiều mục tiêu, tổ chức ngăn chặn và xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài ra khỏi khu vực, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các chiến sĩ còn thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn và là điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển. Trong đó, đảo đã hướng dẫn và giúp đỡ hàng trăm lượt tàu cá của ngư dân các tỉnh ven biển như là Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên ra đánh bắt hải sản trong khu vực, cũng như hỗ trợ ngư dân và lòng hồ neo đậu để tránh trú mỗi khi biển động. Trong năm qua, các chiến sĩ đảo đá núi Le đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 77 lượt ngư dân, giúp đỡ ngư dân trên 4.000 lít nước ngọt. Có thể nói những việc làm tuy nhỏ bé, bình dị nhưng rất đỗi cao cả của chiến sĩ đá núi Le nói riêng, cũng như các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam nói chung, góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh của chiến sĩ hải quân trong lòng nhân dân, giúp nhân dân ấm lòng hơn, tin tưởng hơn, ngày đêm an tâm bám biển, bám ngư trường.
phối hợp với lực lượng vũ trang để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Và đó là tất cả những thông tin về đá núi Le. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.